Ok, xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư ha. Thì cũng chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của em. Thì hôm nay là ngày thứ 5. Thì đáng ra ngày hôm nay em cũng không định làm video tiếp tục nữa, tại vì cho đến diễn biến của thị trường ở cái ngày hôm nay và với cái video ở lần trước mà anh chị có thể mở ra video gần nhất, anh chị sẽ xem lại, đó là thị trường em view là nó có cái sự hồi phục ở trên những cái trạng thái mà khi mà VNI nó rơi về một trạng thái nó giảm điểm quá đà như vậy, tức là ở những cái vùng trạng thái nó quá bán, đúng không ạ? Nhưng mà cho tới cái thời điểm hiện tại thì em đánh giá là với cái đóng phiên nó giảm tầm khoảng 9 điểm như vậy, thì em đánh giá là một cái phiên giảm điểm nó tạm thời, nó được coi là nhẹ nhàng đi. Đối với thị trường chung của chúng ta, sau những cái phiên rơi 30-40 điểm là bình thường, đúng không anh chị? Thì rơi 9 điểm như vậy thì em đánh giá là cũng là tạm chấp nhận được và coi như là những cái phiên cầm máu của thị trường ha. Thì ở đây có rất nhiều nhà đầu tư ở cái thời điểm hiện tại, anh chị hỏi em là có rất là nhiều cái sự thắc mắc về thị trường, nó là tăng hay giảm, nó đóng phiên như vậy nó có tín hiệu là nó xấu hay là nó tốt trong cái giai đoạn phía sau. Thì hôm nay em cũng ngồi ở đây mà em có rất là nhiều thắc mắc như vậy, thì trong lòng em cũng không có kìm được và em cũng ngồi đây em chia sẻ nốt cho anh chị luôn, để cho anh chị an tâm trong quá trình đầu tư, đặc biệt là ngày mai là ngày cuối tuần, để cho chúng ta có một cái phiên giao dịch cuối tuần sao cho thoải mái nhất ha. Đấy, thì trước khi bắt đầu video thì em anh chị ủng hộ em bằng cách là đăng ký kênh nhé. Thì hôm nay video này em cũng là chia sẻ cho anh chị về vận động chung của thị trường và một số cái mảng ngành mà em cho là đánh giá là nó khá là khỏe trong giai đoạn phía sau, gần như đó là những cái cơ hội mà anh chị có thể nắm bắt được ở những phía sau. Vì thường sau khi mà em tổng kết được tổng kết lại thị trường ở cái thời điểm hiện tại thì hy vọng là anh chị có thể nhìn ra những cái cơ hội của những cái nhóm ngành đó nhé. Chúng ta sẽ tạm gác qua về những cái dòng banh và dòng chứng khoán, hay nói đúng hơn là những chỉ số VN30, vì hiện tại thị trường chung chúng ta sẽ đi theo và chúng ta bóc tách phân tích thị trường chung, vì cái chỉ số VNI hiện tại nó sẽ ảnh hưởng và nó quyết định rất là nhiều đối với chỉ số VN30. Khi mà những cái dòng banh hay là dòng chứng khoán từ những cái giai đoạn trước nó đã tăng quá mạnh rồi, và cái sức mạnh của những cái dòng đó trong cái giai đoạn này gần như nó là đã bị yếu hẳn đi, hoặc nó không có cái độ giữ giá so với những cái nhóm ngành như là dầu khí hay là bất động sản anh chị nha. Cho nên các yếu tố về thị trường chung nó quyết định lên cái việc là tăng hay giảm của giá cả những cái cổ phiếu đó. Thì chúng ta sẽ đi tổng quan sơ bộ thôi, chứ chúng ta không nói rõ hơn. Và những cái câu chuyện mà tổng quan về những cái dòng banh và chứng khoán thì em chia sẻ vào cái video cuối tuần vào ngày thứ Bảy, thì anh chị nhớ là follow thôi em từng ngày để chúng ta có thể là nắm bắt được thị trường một cách chi tiết nhất, đúng không ạ? Và những cái phiên như thế này là chí ít là những cái phiên là cơ cấu danh mục, em có nói cho anh chị rồi đúng không ạ? Những cái phiên cơ cấu danh mục, những cái phiên gọi là để cho anh chị bán được cái lượng hàng với một mức giá tốt hơn trong một cái giai đoạn mà giảm điểm của thị trường. Tuy nhiên mà VNI với cái ngày hôm nay nó đóng phiên với một cái khối lượng giao dịch em đánh giá là nó khá là tích cực. Tích cực ở đây là sao? Tức là khi mà một thị trường chung mà các yếu tố tăng điểm của nó tăng điểm với cái khối lượng bậc bùng nổ và tăng cao thì đó là một cái phiên gọi là bùng nổ tốt. Ngược lại, khi mà một thị trường chung nó đi vào một cái chu kỳ nó giảm điểm, hoặc là cái cổ phiếu nó đi vào một cái quá trình nó giảm điểm mà cái khối lượng của nó giảm theo, tức là giá tăng khối lượng tăng mà giá giảm khối lượng giảm, thì đó là một cái tín hiệu tốt cho một cái thị trường chung về cái việc giảm điểm hoặc là tăng điểm mà nó muốn hướng tới anh chị ha. Cho nên là đóng phiên ngày hôm nay với cái khối lượng như vậy em đánh giá là nó khá là ổn đối với thị trường chung của chúng ta. Tâm lý ở đây nhà đầu tư là phần lớn là anh chị đang cầm hàng ra, anh chị chốt lại, mà thường tâm lý nhà đầu tư còn chốt lại, hồi lên là chốt lại, hồi lên là bán, thì thị trường sắp tới là khả năng rất là cao là nó sẽ bắt đầu một chu kỳ sóng mới. Nghĩa là anh chị hỏi là ở đây nó phân phối hết chưa? Ở đây thị trường nhà tạo lập đã phân phối hay chưa? Thì em khẳng định với anh chị đó là nó đã có phân phối trong một giai đoạn rồi, và nó có phân phối đối với một vài cái nhóm ngành ngân hàng và banh rồi nha. Nhưng liệu để kết thúc cái sóng này thì đã kết thúc thật sự hay chưa? Thì em xin trả lời là chưa, vì bên cạnh đó anh chị nhìn về những cái đợt tăng mạnh của dòng banh, dòng chứng khoán, nhưng dòng thép nữa, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị không nhìn về những cái mỏ vàng từ những cái dòng dầu khí, những cái dòng bất động sản đang mới chấm nở ở đây thôi, thì chứng tỏ là thị trường chung của chúng ta nó vẫn còn rất là nhiều cơ hội kiếm tiền để cho anh chị từ đây đến cuối năm anh chị có thể gặt hái được lợi nhuận. đúng không ạ? Chứ thị trường chung trong một quá trình phân phối thì thường là nó sẽ không chết ngay, thì anh chị có thể là mở ra những cái lịch sử tạo lập của nó để anh chị coi. Tức là trong một cái quá trình phân phối thì dòng nào sẽ là dòng phân phối trước, dòng nào sẽ là dòng phân phối sau. Đó, thì thành ra nó mới có một cái câu chuyện là banh và chứng khoán nó sẽ đi trước những cái nhóm ngành bất động sản và dầu khí nó chạy sau. Thì thường những cái nhóm ngành kia nó yếu trong cái giai đoạn trước, thì trong giai đoạn này dòng tiền đổ vào nó lại mạnh anh chị ha. Chứng tỏ là anh chị nhìn về những cái động thái là khi mà thị trường nó đi vào một chu kỳ nó tăng mạnh và nó chạy nước rút ấy, thì thường nó có cái sự rũ bỏ và nó quay trở lại, nó tích lũy, nó tái tích lũy. Quá trình này gọi là quá trình thật sự phân phối của một cái thị trường. Thì khi đó lúc này nè, những cái phiên xanh đỏ giảm điểm như vậy thì sẽ có những cái nhóm ngành nó thực sự nó phân phối và nó giảm trước thị trường luôn. Hai là những cái mã ngành mà nó chưa có phân phối và nó mới còn tiềm năng trong giai đoạn phía trước là nó bắt đầu nó chạy nước rút. Thì anh chị có thể hình dung ra trong giai đoạn này đó là banh và chứng khoán nó đã bắt đầu một chu kỳ nó gần như là cái độ rủi ro nó khá là cao rồi, và cho tới thời điểm này bất động sản và dầu khí nó gần như là nó mới vượt đỉnh với khối lượng cao. Thì một lát em sẽ phổ biến cho anh chị. Thì dư địa của nó sẽ còn rất là nhiều anh chị ha. Đấy, cho nên là quá trình này thị trường xanh đỏ, vài mã ngành nó đỏ thì có những cái mã ngành nó tăng, nó chạy nước rút, nó tăng mạnh để nó cân đối lại những cái cung cầu đối ứng của thị trường khi mà thị trường nó đi ngang và nó sẽ quay như thế này nhá. Anh chị lưu ý giúp em, vì thường thường ấy, thị trường chung mà nó giảm điểm với cái khối lượng nó bé dần như vậy thì xác suất ở một con sóng, nó tạo ra một con sóng ở cái mã ngành nào đó nó sẽ là có nha anh chị nhá. Quan trọng là chúng ta có bắt được, chúng ta có nhận được, có nhận biết được cái con sóng đó nó nằm ở cái nhóm ngành nào hay không mà thôi. Đấy, còn tình hình chung của thị trường hiện tại thì em thấy là nó sẽ cần cái gì anh chị? Đóng phiên như vậy thì nó sẽ cần có những cái yếu tố là kiệt cung hơn nữa, tìm lại điểm cân bằng ở cái nhịp này thì nó sẽ cân đối và đẹp hơn rất là nhiều nhá. Còn thị trường chung thì thời điểm hiện tại thì em đánh giá rất là tốt, giảm đóng phiên với khối lượng như vậy thì em đánh giá là nó khá là đẹp, và gần như cái tỷ lệ an toàn trong một cái nhịp này của chúng ta nó cũng sẽ được đảm bảo hơn rất là nhiều, cho nên chị lưu ý nha. Còn về những cái vận động chung của khối ngoại hay tự doanh ở thời điểm hiện tại, em đánh giá là một cái vấn đề mà chúng ta không nên cần quan tâm quá nhiều nữa. Tại vì sao? Khi mà bắt đầu một chu kỳ sóng tăng và bắt đầu chu kỳ đi lên ấy, của một cái cổ phiếu hay một thị trường chung, thì lúc đó chúng ta mới cần quan tâm là những cái vận động của tự doanh và khối ngoại, người ta đang mua cái gì, người ta bán cái gì, để chúng ta nắm bắt được những cái sóng ngành của nó, và người ta đang chú ý nhiều đến những cái mảng ngành nào thì chúng ta bơi theo cùng họ, chúng ta tìm kiếm lợi nhuận. Còn như cái thời điểm hiện tại thì em có nói trong video trước anh chị về cái sự mà tự quay thanh khoản của nhà cái, đúng không ạ? Thì anh chị có mở là anh chị xem, thì người ta ở những cái lên những vùng này người ta bán ra 10 phần rồi, thì quay về ở dưới này người ta mua là 2 phần, người ta hiển thị trên những cái biểu đồ cho anh chị thấy người ta mua vào, thì lúc đó người ta bán được 8 phần rồi, đúng không ạ? Cho nên là những cái vận động tự doanh khối ngoại ở thời điểm hiện tại đánh giá là chúng ta không nên tin tưởng nữa, mà chúng ta nhìn vào khối lượng, nhìn vào hành động của nhà cái nhỏ lẻ và cũng như là biến động giá để chúng ta phân tích được một thị trường sao cho nó chính xác nhất. Còn về tổng quan những cái dòng ngân hàng và chứng khoán thì em thấy là nó sẽ nương theo thị trường chung khá là nhiều anh chị nhé. Thị trường chung khá là nhiều, nhìn chung là những cái vùng giảm điểm này thì hầu hết các cổ phiếu nó đang vận động khá là giống nhau, cho nên là những cái vùng này em khuyến khích anh chị là không nên làm gì với những cái cổ phiếu dòng banh này cả, vì khi mà thị trường nó phục hồi lên anh chị là có những cái giá tốt hơn là anh chị bán. Gần như là những cái phiên giảm điểm với khối lượng thấp như vậy hầu hết ở những cổ phiếu ngân hàng thời điểm hiện tại em đánh giá là nó tạo ra một tiền đề rất là tích cực để cho nó có sự phục hồi nhiều phía sau, quay lại về những cái vùng đỉnh cũ như thế này nhá. Đấy, cho nên là chúng ta không nên bán đối với giai đoạn hiện tại, đối với dòng ngân hàng đâu, không nên bán làm gì đối với những cái cổ phiếu như vậy nha. Đấy, giảm điểm với khối lượng thấp như thế này thì xác suất và cái độ rũ bỏ của cổ phiếu nó thể hiện ra mạnh như thế, thì xác suất của những cái phiên sau nó quay trở lại với cái sự tăng điểm là khá là cao, cho nên chị lưu ý giúp em nha. Tiếp theo là VPBank, những cái cổ phiếu mà nó có những cái tín hiệu phân phối rất là lâu rồi, thì anh chị nhìn đây là những cái tín hiệu phân phối nó cực kỳ rõ nét của một cái cổ phiếu. Thì thông thường ấy là thị trường chung nó cũng vận động giống y như những cái cổ phiếu như vậy, thì thường là anh chị để ý đi, cổ phiếu nó sẽ có một vài cổ phiếu nó chạy mạnh trong thời gian trước và nó bắt đầu nó suy thoái đi và nó phân phối trước thị trường. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy là thị trường nó đang bước vào một cái dòng rủi ro đối với nhóm ngành mà cổ phiếu đó nó đang chạy nước rút hay nó đang phân phối ha. Đấy, nhìn chung mình những cái đàn thái kéo xả với khối lượng lớn như thế này thì anh chị hỏi là nó bán cho ai, rồi nó mua như thế nào. Đấy, rất là nhiều câu hỏi được đặt ra ở những cái vùng này, cho nên là vùng mà chúng ta có cái dấu chấm hỏi về cái sự cung cầu của nó, chúng ta thắc mắc về cái vận động của nhà cái mà chúng ta không phân tích được thì tốt nhất là chúng ta không nên làm gì cả và chúng ta nên đứng ngoài. Đối với những cổ phiếu nó không có những cái yếu tố mà phân tích được thì chúng ta nên đứng ngoài, vì những cái tín hiệu kéo xả như vậy thì em thấy là tín hiệu phân phối là khá là rõ nét nha. Đấy, đối với dòng MBB Bank thì em cũng thấy là nó khá là ok. Nhìn chung dòng ngân hàng trong giai đoạn này thì em thấy là cái sự kiệt cung của nó cũng sẽ, nó đã bị kiệt hẳn đi rất là nhiều rồi, cho nên cái yếu tố nó tăng giá là phục hồi lại phía sau thì em đánh giá là anh chị muốn ra hàng hoặc là muốn ra hàng ấy và xử lý danh mục và cơ cấu lại danh mục thì chí ít anh chị có thể kỳ vọng lại quanh những cái vùng giá gọi là thấp hơn cái định cũ một tí để tránh những cái trường hợp mà nhà đầu tư lên, rất là nhiều nhà đầu tư ai cũng chực chờ lên những cái vùng giá này anh chị thì bán, thì thường thường nó sẽ không tới những vùng giá đó mà nó sẽ tới quanh những vùng giá này thì anh chị bán là vừa được, đúng không ạ? Đấy, cho nên chúng ta đỡ thiệt hại chừng nào thì nó hay bấy nhiêu nha. Còn đối với những cái dòng chứng khoán thì hiện tại em thấy là gần như là đã về được rồi, và sắp tới là nếu mà anh chị lưu ý giúp em phải cực kỳ quan trọng nha, cực kỳ quan trọng đối với một cái cổ phiếu hay là một cái chu kỳ khi mà thị trường nó quay một phiên giảm mà nó bật tăng trở lại như thế này thì thông thường ấy, cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng nó chạy lại, nó tăng vượt đỉnh khi mà nó có những cái yếu tố tích lũy lại quanh những cái vùng này. Còn nếu mà cổ phiếu nó không có những cái yếu tố tích lũy đủ chặt và đủ bền ấy, và cùng với đó cái volume của nó gần như nó không có quá gì nổi bật so với những cái nhịp trước, gần như là những cái cổ phiếu như vậy xác suất khá là cao nó sẽ quay đầu lại, nó giảm điểm hoặc là nó tích lũy trở lại quanh những cái vùng này một thời gian nó mới xác nhận một cái đà mà nó bứt phá tiếp theo ấy anh chị ha. Cũng gần như là những cái vùng này em thấy là RSI nó nên tăng để anh chị xử lý và anh chị bán ra trong một cái giai đoạn mà anh chị đã, nếu mà anh chị đang mua ở dưới này thì anh chị cứ chốt lại, anh chị mua ở những vùng này thì ít ra anh chị đỡ thiệt hại rất là nhiều nha. SHS trong giai đoạn này anh chị thấy không ạ? Đấy, gần như là những cái cổ phiếu tốt thì nó sẽ có những cái động thái là nó tích lũy trở lại quanh những cái vùng mà là cái cốc tay cầm anh chị, đúng không ạ? Cái Y thường thường nó sẽ, đây là cái miệng ly nè, đúng không ạ? Đây cái miệng ly nè, đây là cái Y này, thường thường cái Y nó sẽ thấp hơn cái miệng thì nó sẽ tích lũy lại quanh những cái Y như vậy và nó cho chúng ta một cái điểm xác nhận, tức là cái điểm mua tối ưu thường thường ấy là nó sẽ nằm ở cái mức volume nó thấp, thì đó là cái mức mà anh chị nên kỳ vọng một mức giá nó xa hơn. Còn những cái vùng hiện tại thì anh chị thấy là hồi lên lại bán đối với dòng chứng khoán nha. HCM cũng thế, nhìn chung thì em thấy là những cái vùng vận động này của cái dòng chứng khoán thì gần như nó sẽ tương đối tốt và nó có cái độ ổn định hơn là cái dòng ngân hàng. Tại vì sao? Nó có cái độ tích lũy trở lại quanh những cái vùng hỗ trợ của nó và nó không có tăng ngay, tức là nó không có dụ cầu nhà đầu tư mua vào quá nhiều và những cái nhà đầu tư bắt đáy hoặc những cái nhà đầu tư tham lam ấy, thường người ta mua vào những vùng này thì rất là dễ người ta xuất hiện những yếu tố đầu cơ nếu mà giá nó tăng quá nhiều. Đấy, thì thành ra biên độ cổ phiếu nó dao động nó sẽ rất là nhiều, cho nên yếu tố rủi ro nó cũng sẽ xuất hiện ra. Đấy, anh chị hình dung ha. Cho nên dòng chứng khoán em thấy nó khá là ổn so với dòng banh. Đấy, nhìn và tiếp theo là những cái dòng là bất động sản với dầu khí. Tại sao vậy? Em nói rất là nhiều đối với những cái video ở dạo gần đây đối với cái dòng bất động sản với dầu khí, vì gần như là anh chị có thể thấy em có nói rồi ha, những cái nhóm ngành dầu khí ở cái thời điểm hiện tại nó có sự hậu thuẫn của giá dầu thế giới và những cái sự phân hóa của thị trường chung. Dòng banh và dòng chứng khoán cũng đã tăng và vượt đỉnh trong buổi giai đoạn trước rồi đó, và những cái dòng dầu khí thì nó chưa hề, và chỉ có mỗi BVS hay là những cái cổ phiếu mạnh ở dòng dầu khí như BSR ấy, nó mới có những yếu tố vượt đỉnh mới đây thôi và nó quay về, nó tích lũy trở lại khi mà gặp thị trường chung nó có những cái yếu tố gọi là nó giảm mạnh. Đấy, thì chúng ta đặt ra một câu hỏi là khi mà một cái lượng tiền lớn với cái đà xác nhận của volume nó vào như thế này rồi, hai phiên liền chứ không là một phiên anh chị nhé. Đấy, những cái yếu tố mà tích lũy rất là lâu từ tháng 1 cho tới tháng 5, từ gần 4-5 tháng rồi và tích lũy rất là lâu như thế, và có trước khi tăng nó có cái sự rũ bỏ, là cái mô hình này gọi là một cái mô hình gãy nền vũ này. Thì sau khi mà thường sau một cái mô hình gãy nền vũ thì nó sẽ là một cái đà tăng rất là mạnh. Đấy, thì có một cái câu hỏi đặt ra thì mẫu hình cũng đã đạt, dòng tiền cũng đã đi vào. Thường ấy là yếu tố vượt đỉnh với khối lượng volume cao như thế này thì người ta chắc chắn sẽ đánh trong một cái biên dao động rất là lớn đối với cái đà đi lên của một cái cổ phiếu có cái sự hậu thuẫn của dòng tiền đi vào đó. Đấy, cho nên là anh chị cứ yên tâm với em là cái dòng dầu khí trong cái giai đoạn này thì em đánh giá là cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội và tiềm năng. Nhưng ở đây là gì? Nhưng ở đây có nghĩa là khi mà một cổ phiếu mà anh chị bắt ấy, thông thường anh chị sẽ bắt như thế nào? Thì em hỏi rất là nhiều anh chị, thì anh chị bắt những cái phiên như thế này không nè? Những phiên mà bùng nổ với khối lượng giá tăng cao thì anh chị kỳ vọng nó tăng cao hơn nữa và anh chị mua vào những vùng giá này đúng không? Nhưng mà không, thật ra đây là những cái phiên mà rất là nhiều cái nguyên nhân, đây là những cái nguyên nhân mà tại sao mà rất nhiều nhà đầu tư trên thị trường anh chị đang đu đỉnh đấy, đúng không anh chị? Tại vì khi mà một cổ phiếu nó tăng mạnh và nó có cái sự xác nhận của sự cái đeo bám như thế này, thường nó sẽ quay trở lại tích lũy và nó rũ bỏ, vì gần như là cổ phiếu mà ai cũng biết nó tăng, ai cũng biết nó tốt, ai cũng biết là nó bắt đầu nó tăng mạnh ấy, thì thường nó sẽ không tăng mạnh, ngược lại nó còn giảm điểm, thậm chí là giảm mạnh nữa. Cho nên á là cơ hội của anh chị mà tham gia lại dòng dầu khí ở giai đoạn này thì em đánh giá rất là đạt, để chúng ta có thể chờ đợi và chúng ta nắm bắt được giai đoạn sau, chí ít là chúng ta gỡ được. Mà đối với anh chị mới tham gia vào thị trường chúng ta bị lỗ hoặc chí ít chúng ta gỡ được với dòng dầu khí. Thứ hai, nếu mà anh chị gọi là chưa biết tham gia mã nào thì chúng ta cứ gọi là đưa vào danh mục quan sát đối với dầu khí. Tại vì sao? Giai đoạn này em thấy là thông thường một cổ phiếu nó rơi về cái độ tích lũy trở lại rồi và nó tìm được điểm cân bằng quanh đây, thì chúng ta sẽ đợi tầm khoảng 1-2 phiên ở những vùng này nó có cái độ tích lũy với cái sự khối lượng là cạn kiệt volume đối với những cái vùng này, thì khi đó thì chúng ta đi vào ấy, chúng ta mua vào những cái vùng này ấy, thì xác suất nó sẽ chạy, nó mạnh và nó dứt khoát hơn là những cái vùng mà anh chị mua ngay tại nền, mua ngay tại những cái vùng bắt đáy, thì thông thường chúng ta một là nó sẽ còn rơi nữa, hai là nó sẽ còn tích lũy rất là lâu và sinh ra cho anh chị một cái tâm lý chán nản. Mà khi chúng ta bị một tâm lý chán nản rồi thì chúng ta rất là dễ hành động sai lệch trên thị trường. Nên anh chị có thể nhìn một vài cái ví dụ như BMI, anh chị thấy không ạ? Đấy, nó vận động giống BVS không ạ? Rất là giống đúng không? Trong một giai đoạn trước nó rù bỏ rất là mạnh, và khi á, mà nó rù bỏ xong rồi nó có những yếu tố tích lũy tương đối lâu ở những cái vùng này như vậy này. Mà khi tích lũy đủ lâu rồi với có cái sự xác nhận đủ volume này anh chị ha, thì đây cũng là những cái vùng mua của anh chị nè, anh chị thấy không ạ? Những cái volume mà nó kiệt dần như thế này thì đây cũng là lúc mà anh chị nên có những cái trạng thái là giải ngân vào, chí ít là khi mà dòng tiền lớn đã vào rải rác ở trong giai đoạn này rồi nè, thì trong một cái đợt rũ bỏ phía sau là đây là những cái vùng mà anh chị mua vào và gặt hái được lợi nhuận trong giai đoạn phía sau. Thì nhìn chung á, là trong T cộng nửa tháng thì anh chị cũng gặt hái được 24%, thì một con số rất là lớn đối với rất là nhiều, gần như là target cả năm của một cái nhà đầu tư bình thường. Để anh chị ha, nhìn chung trong cái giai đoạn này thì em thấy là có rất là nhiều một cái cổ phiếu khi mà nó đi trong một cái mô hình nó phá đỉnh, vừa mới phá đỉnh rồi mà quay về nó test đỉnh lại như thế này, nó thành công với cái khối lượng nhỏ thông thường nó sẽ chạy tiếp một cái chu kỳ sóng tiếp theo. Cho nên là cái dòng dầu khí anh chị phải đặc biệt lưu ý đối với em ha. Đấy, nhìn chung thì BVS em sẽ khuyến nghị em đầu tư và em chưa bao giờ em khuyến nghị vào cái cổ phiếu BVD này cả nha. Cho nên là cái dòng dầu khí, một á, là anh chị nên chờ đợi đối với những cái cổ phiếu tốt như BVS, BR hay là OI gì đó. Khi mà cổ phiếu nó quay trở lại những cái vùng phiếu kênh bên quay sườn như vậy nè, kênh bên quay sườn, và nó có một cái độ tích lũy và cái volume của nó gần như nó xem với những cái volume như thế này. Đấy, thì đó là lúc mà anh chị nên giải ngân vào quanh những cái vùng giá này, và khả năng nó xác suất rất là cao là đánh vượt đỉnh. Chỉ có vậy thôi anh chị nhé. Rất là nhiều cổ phiếu đi trong cái mô hình như thế, chứ không phải là em lấy một cái cổ phiếu nó có một cái tính chất ví dụ như vậy thôi ha. Đấy, rất là nhiều cổ phiếu anh chị thấy không ạ? Thường á, anh chị thấy không? SSI trong cái phiên ngày 28 tháng 5 này với một cái volume rất là nhỏ, đúng không ạ? Khi mà tìm cận đỉnh được rồi với một cái volume rất là nhỏ, anh chị mua ở những cái vùng này hoặc là cho tới những cái vùng bên này, hoặc là cây bùng nổ như thế này, cây vừa vượt đỉnh với cái số khối lượng dòng tiền mạnh đi vào, anh chị mua vào anh chị có lãi rất là lớn, đúng không ạ? Cho nên là có rất là nhiều mẫu hình nó đi kiểu như mà vượt đỉnh như thế, anh chị nhìn đúng không ạ? Sau khi mà bị một cái đợt rù bỏ này anh chị thấy không? Đấy, bị đợt rù bỏ, chúng ta hình dung đây là một cái phiên tinh chỉnh mạnh của thị trường đi, thì khi mà tinh chỉnh xong rồi nó quay trở về nền, nó có những yếu tố tích lũy quanh trở lại đây. Đấy, thì đây cũng là lúc mà anh chị nên mua cổ phiếu ở những cái vùng này, và khả năng là chúng nó mua là nó chạy ngay, chứ chúng ta đi bắt đáy thì thông thường bắt đáy của chúng ta là chúng ta lỗ xong rồi chúng ta cứ kỳ vọng ô về vốn là tôi bán không chơi nữa đâu, trả tiền lại tôi đi đấy. Thường thường là tâm lý người ta nhà đầu tư là bị vậy, cho nên thường thường là người ta về vốn là lãi nhẹ một tí là anh chị ráng anh chị bán ra. Còn nhớ anh chị mới mua ở những cái vùng này tâm lý anh chị là chúng ta sẵn sàng đánh vượt đỉnh rồi thì chúng ta cứ gặt hái được và chúng ta lợi nhuận chúng ta ăn cực kỳ dài trong cái giai đoạn mà cổ phiếu nó có cái sự phục hồi đi lên và nó phá đỉnh. Cho nên chị lưu ý oi cũng như thế, dòng dầu khí hiện tại em thấy nó rất là bình thường với những cái khối lượng mà giảm điểm như vậy, thì em nói ra là anh chị chỉ cần chịu nhiệt được, và anh chị nếu mà không chịu nhiệt được thì anh chị tốt nhất là nên đi ngủ và tắt bảng điện. Chúng ta không có những yếu tố xem bảng điện quá nhiều rồi chúng ta bị tâm lý. Tại vì sao? Những cái cổ phiếu như vậy là em đánh giá là cái mô hình của nó cực kỳ tốt và cái dòng tiền của nó đi vào và không có dòng tiền thoái ra, thì tại sao anh chị phải ngại một vài phiên nó giảm mạnh như thế này để làm gì, đúng không? Những cái phiên như vậy thì em đánh giá là nó càng giảm thì chúng ta cứ mặc kệ rồi, chúng ta đợi những cái phiên gọi là quay trở lại và tích lũy lại quanh những vùng này, chúng ta mua gia tăng và xác suất khi nó lên rất là cao. Cho nên không việc gì mà anh chị phải ngại về những cái vùng vận động này của cổ phiếu. Và em đánh giá là cái dòng dầu khí này nó vận động rất là tốt, không có vấn đề gì cả, dòng tiền lớn đi vào này. Chính vì tại sao mà nó quay đầu giảm điểm, tính vì một là thị trường chung nó giảm mạnh, đúng không ạ? Hai là những cái yếu tố nhà đầu cơ ở những cái vùng này nè, đúng không ạ? Nhà đầu cơ ở những cái vùng này anh chị bán ra, anh chị chốt lãi khi mà thị trường chung nó đạt cái tín hiệu xấu thì thành ra nó bị bán mạnh, nhưng vô hình chung cổ phiếu này nó bị bán mạnh mà nó không giảm nữa, chứng tỏ là những cái vùng như thế này á, nhà đầu tư ít nhiều cũng sẽ bị rũ bỏ ra gần hết rồi. Mà khi cái độ rũ bỏ ra gần hết rồi thì yếu tố tăng giá lại và thậm chí vượt đỉnh là rất là cao, và gần như là cổ phiếu nào vượt đỉnh, trước khi mà vượt đỉnh nó cũng sẽ có những yếu tố rũ bỏ như vậy cả. Cho nên anh chị yên tâm, anh chị nhìn về những cái cổ phiếu này hồi nãy giờ mới chỉ cho anh chị, cổ phiếu nào cũng có sự rũ bỏ, đúng không ạ? Đấy, cho nên là những cái cổ phiếu dòng dầu khí thì em đánh giá là rất là tốt, không có việc gì mà chúng ta phải kỳ vọng xấu với nó cả. Như BSR này, một cổ phiếu trước khi có nó cái sự vừa tăng mạnh thì nó cũng có sự rũ bỏ, đúng không anh chị? Mô hình nào cũng vậy, mô hình vượt đỉnh thì trước khi xuất hiện một mô hình vượt đỉnh thì nó cũng có sự rũ bỏ này, tăng này, đúng không chị? Rũ bỏ này, xong vượt đỉnh đi lên, và cho tới thời điểm hiện tại nó quay về, nó reset lại cái đỉnh này, thì em thấy là nó là một cái động thái rất là tốt để chúng ta có thể là nắm giữ thêm hoặc là gia tăng thêm ở những cái vùng này cũng được nhá, không có vấn đề gì cả. Cho nên chị lưu ý với em về dòng dầu khí, em đánh giá rất là tốt và gần như nó là mỏ vàng trong giai đoạn này rồi, chứ không phải là chúng ta cứ đi mà chúng ta thấy. Chúng ta đầu tư chúng ta phải xác định được là nhìn vào cái xu hướng cổ phiếu, nhìn vào cái tiềm năng tăng giá cổ phiếu, chúng ta đầu tư và chúng ta đầu tư cho tương lai, chứ chúng ta đâu có nhìn về cái phiên ngày hôm nay và chúng ta lo lắng đâu anh chị, đúng không ạ? Đấy, cho nên là cái việc mà nếu mà anh chị không nhận biết được hoặc là có những cái kiến thức cho mình đó, anh chị nên trang bị những cái kiến thức cho mình. Khi mà đầu tư mà chúng ta không có kiến thức thì tốt hơn hết chúng ta nên gửi tiền tiết kiệm để cho nó an toàn, tránh để bị mất tiền nha. Thì những cái kiến thức đó em ở đây tại sao em có chia sẻ đến được như vậy cho anh chị, thì đó là những kiến thức em học được và em luôn sẵn sàng em chia sẻ cho anh chị trong những cái khóa học hoặc là trong những cái hệ thống room khách hàng của em hỗ trợ cho các anh chị vào hàng nha. Còn về những cái dòng dầu khí thì có rất là nhiều cổ phiếu anh chị đang quan tâm về cái dòng em sẽ loại dòng bất động sản. Thì thật ra thì em nói là cái dòng bất động sản thật ra nó đã chết hẳn hay chưa, thì thật ra em đánh giá là chưa đâu. Tại vì sao? Tại vì khi mà một cái cổ phiếu nó có cái sự gì anh chị, nó có cái sự là vượt đỉnh, đúng không ạ? Vượt đỉnh với volume nó không có đạt, tức là volume nó không lớn ở trong cái giai đoạn mà cổ phiếu nó đi vượt đỉnh, thì chứng tỏ là khi mà vượt đỉnh ở những cái phiên như thế này, nhà tạo lập người ta không sẵn sàng, người ta hấp thụ lại cái lượng cung mà nhà đầu tư chốt lãi ra, người ta hấp thụ lại cái lượng cung mà nhà đầu tư ở quanh những vùng này người ta bán ra, thì thành ra cái sự đeo bán nó cứ tiếp diễn. Mà khi mà sự đeo bán quá nhiều rồi thì tất cả những cái yếu tố giảm điểm nó sẽ đè nén lên và nó rũ bỏ trở lại. Và anh chị đừng hỏi tại sao là đất xanh, tại sao nó tạo một cái niềm tin nó không tốt cho nhà đầu tư khi mà ra tin nhiều như vậy. Tại vì sao anh chị? Không phải nó ra tin là vì một chu kỳ hay là doanh nghiệp nó gọi là nó kinh doanh thua lỗ, nó xấu gì đâu. Thì thường ấy, cái vấn đề mà tin tức mà tốt hay xấu nó chỉ là một cái vấn đề là hợp thức hóa cái việc tăng hay giảm giá của một cái cổ phiếu. và nó phản ánh lên cái việc mà nhà đầu tư cá nhân có đeo bám hay là người ta bị rũ bỏ nhiều hay chưa. Nếu mà rũ bỏ nhiều thì tất nhiên ra tin tốt là bình thường, có rất là nhiều câu chuyện và có rất là nhiều cái số liệu để doanh nghiệp đó nó có thể ra một cái tin tức được cho là tin tức tốt để nó đẩy giá cổ phiếu lên. Ngược lại, nếu mà cái cổ phiếu đó nó có quá nhiều cái sự gọi là đeo bám cũng như là kỳ vọng của nhà đầu tư trong đó, thì tất nhiên các cái yếu tố xấu về doanh nghiệp, các cái tin tức xấu nó cũng sẽ được ban bố ra và cái quá trình rũ bỏ nó cũng sẽ được thực thi. Đấy, cho nên là những cái vùng này thành ra đấy, về phía sau, về những cái nhịp sau ấy, thì anh chị nào đang nắm DXG thì cứ nắm cho em. Tại vì sao? Về sau cái niềm tin của nhà đầu tư cũng như cái độ sợ hãi của nhà đầu tư cá nhân đối với những cái cổ phiếu như vậy nó cũng sẽ càng được gia tăng lên. Vì khi mà càng được gia tăng lên như thế này thì em đánh giá là xác suất mà cổ phiếu nó có sự đeo bám ở những lần sau nó sẽ không còn nhiều nữa và cũng sẽ bị gọi là giảm đi rất là nhiều. Thì đây cũng là những cái cơ hội để cho anh chị đầu tư. Và khi mà chúng ta đặt ra một câu hỏi, ok, đây là cơ hội để cho anh chị đầu tư ở cái nhịp phía sau về những cái chỉ báo kỹ thuật, đúng không? Nó có cái sự bỏ ngay về cái nền nó rồi, thì quan trọng bây giờ cái điểm mua ở đâu? Thì chúng ta sẽ đặt ra hai cái trường hợp đối với đất xanh của nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Đó là trường hợp thứ nhất, nhà đầu tư đang kẹp hàng, đang đu đỉnh. Thứ hai, nhà đầu tư đang có ý định mua mới. Thì em đánh giá như thế này, nhà đầu tư đang kẹp hàng và đu đỉnh, chúng ta nên có những cái trạng thái chúng ta bình quân giá ngay từ bây giờ và chúng ta chờ đợi phục hồi và chúng ta bán ra ngay lập tức, không giữ giá để chúng ta tránh thiệt hại cái gì phía sau, đúng không ạ? Hai, nhà đầu tư đang có ý định mua mới, và em chia sẻ luôn đối với những cái nhà đầu tư đang kẹp hàng và chúng ta đang có ý định bán ra và chúng ta chờ đợi mua mới tham gia làm hai đối với đất xanh ở thời điểm hiện tại. Em đánh giá là khi mà một cổ phiếu nó có những yếu tố gap down được tạo ra như thế này thì thông thường một cổ phiếu sẽ mất rất là nhiều thời gian, những cái cổ phiếu như vậy sẽ mất rất là nhiều thời gian để cái quá trình phục hồi đi lên và tích lũy, tái tích lũy trở lại quanh những vùng đỉnh cũ như vậy. Nó sẽ được diễn ra, mà khi mà được diễn ra rồi thì đây là những cái vùng mua nha, anh chị lưu ý giúp em đó. Những cái vùng mua sẽ là những cái vùng này. Khi mà những cái vùng gap này được lắp xong rồi là anh chị phải tiên quyết anh chị chú ý về cổ phiếu này cực kỳ nhiều nha, lưu ý giúp em đó. Và khi mà cổ phiếu nó quay về những cái vùng như vậy rồi thì quan sát khối lượng. Nếu mà khối lượng nó thấp một cách bất thường trong một cái phiên, không cần biết phiên đó xanh hay là phiên đỏ, không cần biết, là đúng không ạ? Không cần biết phiên đó xanh hay đỏ. Khi mà phiên đó mà nó có cái sự xác nhận bởi cái phiên test cung với khối lượng cực kỳ bé thì anh chị cứ giải ngân vào, thì chúng ta kiếm tiền và chúng ta vượt đỉnh trong một giai đoạn tiếp theo thôi. Tại vì khi đó cái tâm lý nhà đầu tư người ta không mua không bán ở những cái vùng đó, thậm chí người ta đang sợ là không vượt được đỉnh ấy. Thông thường nhà đầu tư mà những cái volume mà nó tìm cận đỉnh mà nó bé là nhà đầu tư sợ không vượt được đỉnh, cho nên người ta không mua vào. Nhà đầu tư đang nắm thì người ta cũng không có lý do gì người ta bán, cho nên là thành ra volume nó mới nhỏ như thế. Cho nên là đó là những cái tín hiệu tốt mà để cổ phiếu nó có thể chạy trong cái nhịp sắp tới, vì nó có cái sự nghi ngờ của nhà đầu tư đứng bên ngoài và cái sự gọi là thờ ơ của nhà đầu tư đứng bên trong. Đấy, cho nên là khi mà cổ phiếu nó có những cái sự tín hiệu như vậy thì anh chị nên xác nhận anh chị mua vào. Đấy, anh chị ha, lưu ý giúp em về đất xanh trong cái giai đoạn sắp tới. Đối với dòng bất động sản em thấy là chưa chết được đâu, bất động sản chưa chết được đâu, sao chết được trong giai đoạn này anh chị? Đối với những cái dòng như DG này, tại vì sao nó có cái sự gọi là rũ bỏ mạnh của cái cổ phiếu trong giai đoạn này, thì tất nhiên là thị trường chung nó chỉnh thì những cái cổ phiếu nào nó cũng sẽ yếu tố nó chỉnh mạnh thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên về những cái động thái của cổ phiếu này là nó có sự đeo bám của nhà đầu tư nó quá nhiều, từ những cái đợt là tin tức game tăng vốn chi cổ tức rồi này kia ở những cái đợt phía trước, đúng không ạ? Thì khi mà đeo bám nhiều như vậy thể hiện qua đâu? Thể hiện qua những cái volume như thế nào, volume như vậy nó to đều như vậy thì chứng tỏ nhà đầu tư cá nhân người ta đeo bám quá là nhiều, cho nên là yếu tố rũ bỏ về những vùng nền này em thấy nó khá là cao. Nên khi rũ bỏ như vậy rồi thì quá trình phục hồi sẽ được diễn ra khi mình nó đạt trong một cái trạng thái nó quá bán. Đối với DG thì anh chị nào nắm DG thì anh chị cứ tiếp tục nắm, và anh chị lưu ý cho anh chị chịu nhiệt trong giai đoạn này. Vì anh chị bán ra trong giai đoạn này thì em thật sự em nói là anh chị đang bán những cái mã ngành mà còn có thể đầu tư được trong giai đoạn này, mà anh chị nhảy qua banh và chứng khoán là anh chị rất có thể là anh chị chết và anh chị đu đỉnh đấy nha. Đấy, thì quá trình phục hồi của DG thì đánh giá là nó sẽ có những yếu tố tạo đẩy và phục hồi trở lại quanh những vùng này. Mà nếu nó có phục hồi quanh lại những vùng này thì đánh giá về những cái vùng giá phía sau nó sẽ có những yếu tố kiệt cung đi, thì khi mà kiệt cung là anh chị nên gia tăng hoặc là mua mới quanh những vùng này, chờ đợi cho đánh vượt đỉnh phía sau. Vì gần như là cái sóng ngành bất động sản là em thấy là nó thường nó sẽ chạy theo những cái nhóm ngành chứng khoán. Theo sau những cái dòng nhìn chứng khoán, anh chị lưu ý giúp em ha. Đấy, cho nên là bất động sản anh chị phải cực kỳ lưu ý đối với những cái cổ phiếu vận động như vậy. Thì thường thường những cái cổ phiếu như đất xanh hay DG này nó tích lũy mấy tháng trời rồi. Nó tích lũy mấy tháng trời như vậy rồi thì các yếu tố mà bỏ tiền vào volume lớn với khối lượng lớn như vậy mà để đi gãy rũ ấy, thì thật ra em nói là không có ai dại dột gì mà không có ai ngu dốt gì mà làm như vậy cả. Cho nên chị lưu ý giúp em ha. Đấy, không ai bỏ tiền của mình vô cổ phiếu của họ rồi xong cái gãy rũ là thao, đúng không ạ? Không có ai mà tự làm cháy tài khoản của mình cả nhá. Anh chị lưu ý giúp em về những cái vùng vận động này của nó. Thì thông thường là những cái cách vận động gãy rũ của một cổ phiếu thì em đều nắm, thì em ở đây em chia sẻ đến cho anh chị, và nếu mà anh chị thấy hay thì anh chị like cho em, đúng không ạ? Đấy, thì thật ra là những cái kiến thức ở đây em chia sẻ đến với anh chị là gần như là những cái kiến thức nó chuyên sâu nhất về một cái kỹ thuật dòng tiền gọi là chúng ta được gọi là VSA ấy. Đấy, thì chúng ta những cái kiến thức bổ ích như vậy thì anh chị tiết kiệm một like, đúng không? Đấy, thì thật ra mà nói về cái vùng vận động này cổ phiếu thì cứ tuân theo nguyên tắc mà làm nha. Tại vì quanh những vùng này em có nói rồi, quanh về những cái vùng này thì là những cái vùng mua tối ưu nhất. Anh chị vừa có thể kiếm tiền trong T cộng, anh chị vừa có thể là mua vào cổ phiếu nó có biên lợi nhuận, nó chạy ngay. Và thường là những cái phiên phá đỉnh anh chị biết rồi, đúng không ạ? Nó tăng chết, nó tăng mạnh hay tăng yếu nó vẫn tăng trong một giai đoạn mà T3 T4, đúng không ạ? Đấy, nhìn những cái phiên này đấy, anh chị mua vào những phiên này T3 T4 anh chị vẫn có lãi, đúng không? Mà chịu tăng ít tăng mạnh nhưng anh chị vẫn có lãi trong một giai đoạn mà thị trường nó vượt đỉnh, cổ phiếu nó vượt đỉnh nhá. HDC này. HDC hôm nay nó trần anh chị nhỉ, đúng không ạ? Đấy, thường thường là những cái cổ phiếu này, cổ phiếu nó càng có nhiều cái sự đeo bám thì thường thường nó có sự gọi là nó tăng mạnh trong một giai đoạn phía sau. Đấy, vì sao ạ? Vì khi mà một cổ phiếu nó tăng một cái mẫu hình hay đấy như vậy thì thường thường nó sẽ có nhiều yếu tố nó bật tăng là điều bình thường. Cổ phiếu này em có khuyến nghị trong những video trước, đúng không? Đấy, thì và gần như là những cái cổ phiếu như thế là cái tâm lý nhà đầu tư ở những cái vùng này thể hiện qua nến em thấy là nó rất là kiệt, ở những cái vùng này. Thì tại sao là chị đi bán là những cái cổ phiếu như thế này, đúng không? Đấy, thì đây là cũng là những cái vùng mua, ở đây học chiết là anh chị không quá tự tin thì anh chị chờ những phiên xác nhận. Chị chờ phiên xác nhận thì thật ra những phiên xác nhận là những cái phiên mà ai cũng thấy rồi, cho nên cái dư địa của nó sẽ không còn nhiều nữa. Nhưng mà thật ra nếu mà anh chị bắt phiên xác nhận thì anh chị vẫn ăn T3 được, anh chị ăn ngắn thôi. Còn những anh chị mà có chuyên môn sâu hoặc là có kiến thức về khóa học ấy, hoặc là về phân tích cổ phiếu ấy, dòng tiền, thì anh chị bắt được những cái phiên như thế này thì em thấy là khả năng rất là cao anh chị ăn trọn những cái phiên như thế. Còn nhìn về những cái đồ rũ bỏ này anh chị thấy đâu có ai qua con nhà Bà Rịa Vũng Tàu này đâu, đúng không anh chị? Không ai qua con này cả, nó tích lũy rất lâu, tích lũy từ tháng 12 cho tới cuối tháng 5, đúng không anh chị? Tích lũy từ tháng 12 cho đến 6-7 tháng rồi, thì quá trình chạy như vậy của nó thì đánh giá là điều nó phải đáng để nhận được, đúng không? Đấy, cho nên là có rất là nhiều anh chị hỏi về Hà Đô trong giai đoạn trước, em thấy Hà Đô đẹp không? Hà Đô mua được không? Đúng không ạ? Thì Hà Đô hôm nay nó gãy rồi. Tại sao? Tại vì ai cũng hỏi nó. Tại sao nó lại chạy anh chị? Đúng không ạ? Về những phiên như vậy thì em nói là anh chị nên quan sát, và nếu mà có cái sự xác nhận của volume lớn chỉ ít là như những cái volume như vậy này, đúng không ạ? Volume lớn như là những volume như vậy, 4-5 triệu cổ phiếu như vậy, anh chị mua vào xác suất anh chị thắng rất là cao. Ngược lại nếu mà nó tăng mà nó không có cái sự xác nhận của volume thì xác suất cổ phiếu nó quay đầu về nó giảm và nó đi trong một chu kỳ tích lũy nữa là rất là tròn nha anh chị nha. Cho nên là anh chị lưu ý em về những cái tín hiệu của dòng bất động sản. Và gần như em nói là những cái mẫu hình như vậy nó có xấu hay không? Thật ra nó cũng chẳng xấu, tại vì chẳng qua là dư địa của nó chưa tới thôi anh chị ha. Anh chị nhìn những cái thời gian vừa rồi dòng bất động sản, dòng banh nó tăng quá mạnh, nhưng mà dòng banh và dòng chứng khoán nó tăng quá mạnh, và dòng bất động sản, dòng dầu khí nó chưa chạy. Thì thật ra những vùng này gọi là những cái vùng xuất phát của nó. Thì những cái nhịp phía sau khi mà thị trường nó quay trở lại, nó tích lũy để nó phân phối, thì những cái nhóm ngành này nó sẽ góp phần nó tăng điểm. Những cái cổ phiếu như vậy rồi sẽ tới thời điểm nó cũng sẽ vượt đỉnh, nó chạy nước rút để nó cân bằng lại cái cung đối ứng của những cái dòng banh và chứng khoán nó đi vào một chu kỳ phân phối trước. Thì tới đó thị trường nó sẽ có những cái dấu hiệu nó chết hẳn đi. Khi mà những cái nhóm ngành này nó có những cái tín hiệu nó chạy nước rút thì những cái thị trường nó mới chết hẳn đi. Còn những cái giai đoạn hiện tại em đánh giá đúc kết lại đối với những cái cổ phiếu dòng bất động sản như thế này thì em đánh giá là khá là đạt cùng một cái dòng dầu khí anh chị ha. Thì tổng quan về thị trường là như thế. Thì hôm nay em cũng làm một cái video ngắn thôi, tại vì hôm nay em, sức khỏe em cũng không được đảm bảo cho lắm, em cũng đang bị cảm. Và những cái vấn đề của thị trường chung thì em đánh giá là chúng ta phải cần quan sát nhiều vào trong giai đoạn này. Thì em tuyệt nhiên là em không khuyến nghị anh chị làm gì cả. Thị trường chung nó hồi thì cứ để nó hồi, anh chị nào có hàng thì anh chị canh, anh chị chốt lại, anh chị nào không có hàng chúng ta nên đứng ngoài, chúng ta quan sát, chúng ta chờ đợi thị trường tiếp theo, đúng không ạ? Khi mà thị trường nó phục hồi chứng tỏ là nó vẫn có những cái yếu tố chưa phân phối xong, nó muốn tạo nền, nó muốn tạo nhịp tiếp theo để nó lôi kéo lại nhà đầu tư, để nó tạo cho nhà đầu tư một cái sự hưng phấn để nhà đầu tư mua hàng lại những cái đợt phân phối còn lại của nó. Mà anh chị nhớ giúp em một câu như thế này: hồi phục lên mà ai cũng bán, ai cũng gọi là ai cũng chốt lãi, ai cũng cắt lỗ ra thì thật ra thị trường nó chưa chết hẳn đâu, nó vẫn còn. Thị trường nó vẫn mới cảm thôi và nó chưa có tín hiệu và nó chết hẳn. Cho nên chị lưu ý giúp em. Thì vừa nãy giờ thì em có chia sẻ cho anh chị về những cái tín hiệu của dòng bất động sản, cách mua của nó, anh chị nắm được không ạ? Cách mua của nó thì em chia sẻ đối với cái con DXG đấy, cho nên chị lưu ý giúp em. Về những cái vùng trạng thái của cái dòng dầu khí thì em đánh giá là trong giai đoạn hiện tại thì anh chị cũng có thể dần chú ý với nó được rồi. Gần như là cái dòng dầu khí thì sẽ là một trong những cái nhóm ngành mà nó mang lại lợi nhuận cho anh chị x2, x3 lần nếu mình chỉ biết cách đánh trong nửa cuối năm nay của chúng ta. Và có một cái con cổ phiếu mà cũng có rất là nhiều anh chị hỏi em về cổ phiếu này, em đánh giá là chúng ta cũng không nên vào cổ phiếu này đâu. Tại sao em lại không nói nhiều về con bao này? Tại vì nó vẫn trong một xu hướng giảm, thì chúng ta không có những cái trạng thái mà chúng ta đầu tư vào những cái cổ phiếu kênh xu hướng giảm anh chị nha. Em không đầu tư vào cổ phiếu có kênh xu hướng giảm. Cho nên chị lưu ý giúp em về những cái vùng động thái của cái dòng dầu khí cũng như là thị trường chung. Đấy, thì ok, thì video tới đây thôi. Và cho nên là những cái kế hoạch ngày mai mà em đúc kết lại cho anh chị, đó là chúng ta vẫn nên là có một cái động thái là quan sát thêm, và chúng ta kỳ vọng nhiều hơn về những cái mã ngành mà có ít cái sự chú ý của nhà đầu tư cá nhân trong một cái giai đoạn mà thị trường đã tăng quá nóng trong giai đoạn trước. Và chúng ta lưu ý giúp em là mã ngành nào càng có cái sự chú ý thì sẽ không tăng giá được ngay, mã ngành nào càng ít sự chú ý, càng ít người biết đến, càng ít người mua vào thì nó sẽ có những yếu tố nó tăng rất là ác trong giai đoạn, vì cơ hội không phải lúc nào nó dành cho số đông anh chị nha. Đấy, thị trường chung nó là như vậy. Nó tạo cơ hội cho anh chị thì nó cũng sẽ tạo ra một cái rủi ro mà nó lấy được của anh chị. Đấy, cho nên là đúc kết là phiên hôm nay cũng là một phiên đóng phiên em thấy nó khá là ok, nó tích lũy khá là tốt so với cái nhịp gọi là chững là cái đà giảm cầm máu lại của những cái việc giảm điểm của thị trường với khối lượng thấp như vậy. Thì thông thường là những phiên sau nó sẽ tạo một cái đà hồi phục và những cái nhóm ngành nó sẽ tạo một cái chu kỳ sóng tăng mới. Cho nên chị lưu ý với em ha. Ok, cũng cảm ơn anh chị đã lắng nghe tới giờ phút này, và nếu mà anh chị thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp em với tất cả các anh chị nhà đầu tư khác, chúng ta cùng nghe và chúng ta cùng tham khảo ha. Ok, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở cái video vào ngày thứ Bảy. Thì em sẽ up lên đây về những mà cổ phiếu mua thị trường chung, những cái cổ phiếu nó mạnh nhất để cho anh chị có thể cơ cấu lại danh mục anh chị, giải ngân mới, hay thậm chí là anh chị đang cầm tiền anh chị có thể gặt hái gia tăng được lợi nhuận. Nếu mà anh chị đang bắn đúng đỉnh trong giai đoạn này thì cũng xin là chúc mừng anh chị rất là tốt ha. Ok, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các anh chị ha.